chào anh em. Hôm nay thì trời nó cũng đang phần nắng lên rồi. Mấy ngày vừa qua thì mưa lớn, đường dơ quá, lại ngứa tay nên cố gắng bắt cần đi câu đây nè. Nè, thấy kiểu không? Được. Khá là đầy lội. To anh em ơi. Ui, cho bé tiêu à. Wow. To anh em ơi. Ui da. Ui, cá chép anh em ơi. Bật tiêu nha này. Lên một cái chép khủng ơi. Rồi, đuối anh em ơi.
quá đã. Cảm giác thật là phê.